Rất vui được chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin SPTV. Quý vị thân mến, vụ việc Võ Hoàng Yên chỉ mới đi 1/3 chặng đường nhưng khơi gợi cho chúng ta nhiều điều đáng để suy ngẫm. Nó dường như phê bày tất cả những mặt trái của xã hội, từ sự yếu kém trong quản lý nhà nước về công tác khám chữa bệnh, sự xói mòn niềm tin vào các giá trị xã hội, sự xuống cấp cho các chuẩn mực đạo đức, nhưng góc khuất trong giới showbiz cùng những tiêu cực của truyền thông báo chí. Vì đâu mà một tên lăng băm, hành nghề trôi nổi bị chính quyền huyện Cái Nước Cà Mau 3 lần xử phạt không giấy phép lại có thể tồn tại dưới ánh hào quang rực rỡ của một vị thần y chuyên giúp đời cứu người tận suốt 14 năm qua. Điều này để thấy rằng như chúng tôi đã phân tích, các thế lực đứng sau góp phần đưa vị trí tiếng tăm của Võ Hoàng Yên vang xa trong và ngoài nước là vô cùng lớn, trong đó không thể không kể đến vai trò tích cực của các cơ quan truyền thông báo chí. Ở bài phân tích kỳ này, chúng tôi muốn nhắc đến cái tên đó là Đài truyền hình Việt Nam VTV. Trong đó, thứ nhất, Đài truyền hình Việt Nam VTV đã có một pha tự và cực chất. Vào năm 2011, chương trình truyền hình nhân đạo có tựa đề Cái tâm của một lương y của VTV đã khắc họa chân dung của Võ Hoàng Yên như một vị lương y vừa có tài, có tâm, lại có đức khiêm cung, với những lời hết sức có cánh như đây chỉ là một trong số ít hàng nghìn bệnh nhân được lương y Võ Hoàng Yên chữa trị miễn phí trong suốt 6 năm qua. Với cái tâm của một lương y, ông đã đi khắp mọi miền đất nước để trị bệnh cứu người. Nhiều người và cả một số tờ báo đã suy tôn lương y Võ Hoàng Yên là thần y, nhưng ông chỉ dám nhận mình là kẻ hậu sinh. Tuy có những lời cảnh báo gần cuối clip, nhưng việc đưa ra hàng loạt các trường hợp cụ thể được Võ Hoàng Yên khám chữa bệnh, cùng với việc viện dẫn cả lời khen ngợi hùng hồn của nhà báo Nguyễn Gia Bảo, báo Công an Nhân dân tin chắc rằng đã củng cố niềm tin của rất nhiều bệnh nhân câm điếc bại liệt hoặc là khuyết tật bẩm sinh. Thế nhưng chưa hề có một cuộc hẹn là Đài truyền hình quốc gia đã có một pha bẻ lái không hề gắt hơn khi chương trình Việt Nam hôm nay vào tháng 3 2021 lại hạ bệ Võ Hoàng Yên một cách không thương tiếc, với việc khẳng định phương pháp chữa bệnh của tên lăng băm này chỉ là nhố nhăng. Cụ thể như sau, câu chuyện ông Yên gây xôn xao dư luận suốt những năm gần đây khi ông tự nhận mình là thần y có thể chữa khỏi cho câm điếc, bại liệt và rất nhiều bệnh khác nữa. Quan trọng hơn, phóng sự này còn nói rõ tin và những lời đồn thổi và cả lời tự quảng cáo của ông Võ Hoàng Yên, thì nhiều người dân ở khắp mọi nơi đã tự tìm đến và sẵn sàng chi hàng trăm triệu đồng để có thể chữa bệnh. Chúng tôi tự hỏi với tư cách là một đài truyền hình tầm cỡ quốc gia, lẽ nào ekip phóng viên VTV thời điểm 10 năm về trước cũng chỉ dựa vào những lời đồn thổi và cả lời tự quảng cáo của Võ Hoàng Yên để làm cả một phóng sự ca ngợi về tên lăng băm này? Như vậy, VTV thực sự có trách nhiệm với những thông tin mà mình truyền tải đến người xem truyền hình trên toàn quốc đúng với sứ mệnh định hướng dư luận hay chưa? Phải chăng những lời đồn thổi mà VTV nói đến ở chương trình Việt Nam hôm nay vào năm 2021 khiến cho nhiều người bị ông Yên lừa đảo, tiền mất tật mang, trong đó đã bao gồm luôn cả lời khen ngợi hết mực về cái tâm cái tầm của tên thần y tự phong này ở chương trình truyền hình nhân đạo cũng của VTV vào năm 2011. Việc trở mặt còn nhanh hơn bánh tráng này làm chúng tôi nhớ đến một vụ tự vả thế kỷ của VTV khi gom tất cả những người bán hàng rong thành những người sống ký sinh trùng trên đường phố. Trong khi trước đó ở một chương trình khác thì VTV lại rằng cánh hàng rong chính là nét văn hóa ẩm thực chỉ có tại Việt Nam. Theo chúng tôi, đây là một sự xúc phạm rất lớn đối với những người bán hàng rong, những người mang sức lao động chân chính của mình ra để mưu sinh. Dù cuộc sống có vất vả xuôi ngược, nhưng ít ra họ không sống bám, sống hèn như bầy lũ thần y mạo danh Võ Hoàng Yên, kết hợp với đám nghệ sĩ bóng xà băng, hút máu hưởng lợi từ nước mắt nỗi đau của hàng nghìn bệnh nhân. Trong đó có những người nghèo, lẽ ra là một anh cả VTV phải thấy được tầm quan trọng của việc truyền tải những thông tin chính xác đến khán giả, xem đài, đặc biệt càng phải cẩn trọng hơn đối với những tin tức liên quan trực tiếp đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của con người. Vụ việc lần này khác nào giọt nước tràn ly về sự tắc trách xem thường khán giả của VTV. Thưa quý vị, trong một thông tin liên quan khác, hiện tại thì ông Phan Văn Mãi đang đứng ngồi không yên và rất khó qua được cửa ải lần này. Câu chuyện chúng ta đã từng nghe tới vô số các gói cứu trợ của chính phủ trong hơn 2 năm qua, với những con số khủng lên tới hàng trăm ngàn tỷ đồng để hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Thế nhưng thì bẵng đi 2 năm trời, tất cả chỉ là con số không tròn chính, vì dân không ăn được miếng nào mà chỉ có cán bộ quan chức rủng rỉnh tiền trong túi. Quan chức rủng rỉnh tiền trong túi đành thôi, gói cứu trợ coi như không có cũng định vậy. Nhưng trong năm 2022 là một năm đầy khó khăn với các doanh nghiệp chân chính trong nước vì sự sụp đổ của các tập đoàn tham nhũng và
FLG Vạn Thịnh Phát, đặc biệt là nền kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh tụt dốc nghiêm trọng do chủ doanh nghiệp không tiếp cận được vốn vay ngân hàng, hoặc được thì lãi suất lại quá cao, không có khả năng chi trả. Trước tình huống tứ bề thọ địch, Bộ Tài chính và Bộ Chính trị đã thông qua gói vốn đầu tư công trị giá gần 38.000 tỷ giao cho Thành phố Hồ Chí Minh để phân bổ lại nền kinh tế trên địa bàn. Nhưng tới tận bây giờ mà ông Mãi chỉ mới chỉ đạo thực hiện giải ngân thành công khoảng 11.000 tỷ đồng, một con số quá thấp để có thể cứu vãn các doanh nghiệp tư nhân trên thành phố. Như bà Nguyễn Phương Hằng nói, quỹ hàng hữu của bà là một quỹ không minh bạch. Quỹ hàng hữu khai gian trốn thuế, danh sách người được hỗ trợ không có thật. Bà Phương Hằng nổ, đóng góp hàng trăm tỷ. Vừa rồi là một vài trong số hàng ngàn những phát ngôn liên quan đến quỹ từ thiện hàng hữu cứu đời của vợ chồng ông Dũng và bà Phương Hằng. Vào thời điểm đưa ra những phát ngôn nêu trên, những con lươn to mồm, hức hỏng nói với thái độ không sợ trời, không sợ đất. Nhưng với thông tin sau đây, chắc chắn những kẻ từng một thời lộng ngôn tấn công vào quỹ từ thiện hàng hữu sẽ phải ngồi đóng bỉm. Khi vừa qua thì quỹ này đã thực hiện sao kê theo đúng quy định của nhà nước, chứ không phải sao kê bằng các tờ giấy A4 hay là sao kê gạch xóa như bọn gừng sĩ đã làm. Những tài liệu này đã được họ chuyển đến cơ quan chức năng và tổng kết số tiền cho biết vợ chồng nhà bà Phương Hằng đã làm từ thiện hơn 467,6 tỷ đồng. Thời gian bà Phương Hằng livestream đấu khẩu với nhiều cá nhân trên mạng xã hội, bà Phương Hằng đã liên tục yêu cầu một số nghệ sĩ, người nổi tiếng từng kêu gọi cộng đồng quyên góp tiền để làm từ thiện phải thực hiện sao kê minh bạch tài chính. Ở chiều ngược lại, một số người yêu cầu bà Phương Hằng phải sao kê quỹ từ thiện hàng hữu do vợ chồng bà Phương Hằng sáng lập vào năm 2014. Tuy nhiên, sau khi bà Phương Hằng bị khởi tố, bị bắt tạm giam vào ngày 24 tháng 3, 2022, việc sao kê quỹ từ thiện hàng hữu chưa thể thực hiện. Nguồn tin riêng của báo Dân Việt cho biết thì các tài liệu sau khi xung quanh hoạt động thiện nguyện của quỹ hàng hữu đã được gửi đến cơ quan chức năng. Cụ thể, bản sao kê tổng hợp của quỹ từ thiện hàng hữu thể hiện từ ngày 1 tháng 1, 2014 đến ngày 31 tháng 3, 2023. Có 49 đơn vị tổ chức đã được quỹ từ thiện hàng hữu tài trợ là 467,6 tỷ đồng để làm công tác từ thiện giúp đỡ cộng đồng. Trong số các đơn vị được quỹ từ thiện hàng hữu tài trợ thì có 8 bệnh viện Chợ Rẫy, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh, Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 Đà Nẵng, Bình Định, Quân y 175 phối hợp với quỹ từ thiện hàng hữu thực hiện mổ tim cứu sống hàng ngàn trẻ em sơ sinh mắc bệnh tim bẩm sinh. Mặt khác thì quỹ từ thiện hàng hữu cũng đã tài trợ nhiều tỷ đồng cho xây dựng rất nhiều trường học tại các tỉnh Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, tài trợ xe cầu làm đường giao thông nông thôn, xây dựng hai ngôi chùa ở Bình Phước và Bình Thuận, hỗ trợ nước ngọt cho người dân miền Tây Nam Bộ trong mùa hạn mặn. Trong thời điểm dịch COVID-19, quỹ từ thiện hàng hữu đã hỗ trợ hơn 215,2 tỷ đồng cho công tác chống dịch ở nhiều tỉnh thành phía Nam. Ở một diễn biến khác được biết, tại cáo trạng số 236 CTVK-SB2 ngày 25 tháng 4, 2023, thì Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM kết luận các bị can Nguyễn Phương Hằng, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân và Đặng Anh Quân được áp dụng tình tiết giảm nhẹ. Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải quy định tại điểm S khoản 1 điều 51 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Ngoài ra, thì Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM cũng kết luận bị can Nguyễn Phương Hằng được một số cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội tặng nhiều giấy khen, bằng khen về hoạt động thiện nguyện là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 điều 51 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Sửa đổi, nói về các tình tiết giảm nhẹ, trao đổi với phóng viên báo Dân Việt, tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết các trường hợp giảm trách nhiệm hình sự được quy định tại điều 51 Bộ Luật Hình sự năm 2015 bao gồm các tình tiết sau đây: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải phạm